và cái mối quan hệ với cái tình yêu ấy, nó là cái tam giác bạn, anh ý và mối quan hệ với tình yêu. Nó là một cái tam giác cần phải cân đều, chứ không thể nào là chỉ là bạn và anh ý. Nó là một hai đường thẳng không, nó là một cái tam giác, bạn phải cần nhìn thấy điều đấy. Và cái vế của bạn với cái đỉnh tam giác đấy là tình yêu, nó cần phải trọn vẹn nhất. Thì khi đó anh ấy chỉ bước vào và cải thiện thêm cái khuôn hình đấy thôi, chứ còn anh ấy không cần ở đấy để cho bạn cảm giác cân bằng. Cái mối quan hệ của bạn với cả cái tình yêu đó, nó chính là cái điều mình kiến tạo trong Real Love That Last, một cái khóa học mà mình cũng không thể diễn tả được. Bởi vì những cái bạn nào đến đây và đã quen mua những cái khóa học bên ngoài kia với cách thức là công cụ là bạn sẽ học cái gì, rồi bạn sẽ được làm cái điều gì, ABC, bạn sẽ không học đó ở trong Mai Vũ đâu. Bởi vì thực sự cho dù cái món quà lớn nhất của mình luôn luôn là việc giải mã những cái năng lượng thành những cái bước, và những cái bước đấy họ có thể bắt đầu làm từng bước một để đến được với cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà để miêu tả nó bằng những cái lời nói nó khó vô cùng, và nó cần phải là cái cảm giác thất vọng ấy, cái cảm giác chờ đợi không biết bao giờ kết quả sẽ tới, cái cảm giác đau thương bởi vì bạn cạn kiệt năng lượng mỗi khi bạn đi hẹn hò ấy, nó thực sự xứng đáng để bạn tìm cái câu trả lời cái mối quan hệ của bạn với cái đỉnh tình yêu đấy nó là cái gì, và làm như nào để bạn cân bằng với cái đỉnh tình yêu đấy ngay trước khi người đàn ông kia bước vào cái mối quan hệ này. Đấy thực sự là một cái magic để bạn thu hút những cái người tuyệt vời nhất đến với bạn. Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy yên tâm 100% luôn ấy, bởi vì bạn đã sáng tỏ cái người tiếp theo mình muốn gắn bó cả đời sẽ là ai. Thậm chí còn chưa biết mặt họ, chưa biết tên của họ, và bạn cũng còn chưa cần biết là họ làm ở cái ngành gì, nghề gì, không quan trọng cái điều đấy, mà cái quan trọng là bạn luôn luôn sáng tỏ cái cách anh ấy đối xử với bạn, cái nguyên tắc căn bản, những cái điều bạn mong muốn, cái cách kết nối với anh ấy sẽ là như thế nào. Bởi vì có rất là nhiều người khi gặp đúng đối tượng của mình rồi cũng không biết cách kết nối để làm mất đi cái mối quan hệ đấy, và nó rất là đáng tiếc, bởi vì gặp the one không phải lúc nào cũng gặp, đúng không ạ? Tại sao chúng ta không chuẩn bị sẵn tâm thế, và giống như kiểu là bạn hiểu cái cách nấu cơm rồi ấy, thì mua một nồi cơm điện nào về bạn cũng có thể nấu được một bữa cơm thật là ngon. Chứ còn bạn vẫn chưa hiểu cách đong gạo như thế nào, cách đo lường nước như thế nào, thì cho dù bạn mua cái nồi xịn nhất bạn cũng không thể nấu thành một cái bữa cơm ngon được.